Dạ xin chào quý anh chị em khách hàng, em là Đức. Thì hôm nay em bên cửa hàng em có về một cái mẫu ô tô mới của Erwin. Đây là một trong những cái dòng ô tô đến từ thương hiệu của Mỹ, khá là hay, cốt tròn ha. Rồi em sẽ khui cái con ô tô này ra để cho quý anh chị em mình xem thử cái mẫu ha. Thì như anh chị em mình đã biết á, thì Erwin là một trong những cái thương hiệu về công cụ khá là nổi tiếng đến từ Mỹ. Họ sản xuất công cụ và đồ nghề rất là tốt. Rồi, dòng Eto này là một dòng Eto vừa mới về của hãng. Em sẽ giới thiệu sơ về tính năng của con này ha. Tổng thể kích thước á, thì con này nó sẽ có cái miệng ngàm nó là khoảng 12 cm, nặng khoảng 16 kg. Con này sử dụng cốt tròn đó. Con này nó có một cái đặc điểm hay á, là ở đây phần đây nó sẽ có phần lốc cốt ở đây nè, thì anh em mình sẽ xoay được nhiều tư thế khác nhau đó, anh em tiện thao tác cho nó. Rồi một cái điểm nữa, trên đây nó sẽ có một cái mặt đe nhỏ vuông ở đây, để khi mà anh em mình gò hoặc gia công những chi tiết á, mình sẽ gò trên mặt này đó. Giờ mình để chi tiết này mình sẽ gõ lên đây ha, rất là cứng chắc. Rồi phần ngàm ở đây thì miệng của con Eto này nó sẽ có thể mở rộng ra được khoảng tầm 12 cm, rất là nhẹ nhàng nha anh em, cốt rất là nhẹ nhàng, đi rất là chuẩn ha. Đó mình thấy không. Rồi một điểm nữa là con Eto này phần phía dưới nó sẽ có một cái phần để mình kẹp ống ở đây, gồm có 3 ngàm, 2 ngàm bên đây và 1 ngàm phần bên đây, giúp mình thao tác kẹp ống được chắc chắn hơn. Rồi phần cốt đi rất là trơn tru ha, rất là chuẩn. Rồi một điểm nữa thì con này nó sẽ có phần lốc đế, khi mà anh em mình bắt lên bàn ha, mình nó sẽ xoay được khoảng 270 độ như thông số của nhà sản xuất đưa ra đó, tiện cho thao tác của mình ở mọi tư thế. Rồi trên đây á, thì nó lại xoay được luôn đó, hầu như là anh em có thể tư thế được 360 độ hết á, nhiều vị trí và nhiều thao tác khác nhau phù hợp với công việc của mình. Đây phần đây là phần kẹp ống nè, đó rất là đẹp. Rồi thì tổng thể con Eto này mức giá thì hàng mới về sẽ có mức giá rất là tốt cho anh chị em khách hàng. Thì để biết được giá cả chính xác thì anh em quý anh chị em khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại bên dưới chủ đề. Rồi em là Đức, xin cảm ơn anh chị em khách hàng đã theo dõi clip ngày hôm nay ha.